Số bạn đã cảm thấy lạnh rồi, một số bạn khác lại không thể nhìn rõ những vật ở xung quanh mình nữa. Đó là những biểu hiện của bóng tối mà các em đang cảm nhận được ở bên ngoài. Nhưng rồi một lát nữa đây, các em sẽ cảm nhận được bóng tối trong ý nghĩa thánh kinh là như thế nào. Đó là sự hiện hữu của tội lỗi, u sầu, sự dữ đang vây quanh chúng ta. Và chỉ khi có ánh sáng của Thiên Chúa đến thì bóng tối ấy mới bị đẩy lui. Các em phải luôn nhớ rằng, ngọn lửa được thắp lên ngay giữa vòng tròn này không phải là ngọn lửa bình thường như trong các buổi cắm trại, nhưng là ngọn lửa thiên. Ngọn lửa thiên này thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa đã chiến thắng bóng tối của sự dữ, sự ác. Vào thời xa xưa, trên nền đất mà Thiên Chúa dựng lên, con người đã được Chúa ban cho sự sống. Một sự sống tự do, một niềm vui hòa bình. Nhưng con người bất trung cả lời Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu Ngài. Và thế là tội lỗi đã tràn lan khắp nơi. Sự phát triển của con người ngày một gia tăng, hình thành nên nhiều bộ lạc khác nhau. Nhưng tiếc thay, những bộ lạc ấy dường như chẳng hề biết đến Thiên Chúa, Đấng tạo tác muôn loài. Họ tự phong thần cho những gì mà họ cho là mạnh mẽ, thánh thiên và vũ phục bái thờ chúng. Trong các bộ tộc ấy, có bộ tộc hùng mạnh tên là Hero. Tổ tiên họ cảm thấy sự cháy sáng và sự thiêu đốt quả là mạnh mẽ và uy quyền nhất, nên đã tôn vinh ngọn lửa làm thần hộ mệnh. Và với nhiều truyền thống, tục lệ quái ác, họ đã tạo ra cơ hội cho ác thần thống trị mảnh đất này. Tao thành lửa. Được, sẽ dùng cơ hội này để hút chim chúng mày. Sẽ hóa nên thành lửa để chúng bay tôn thờ nhá. Ừ, chính chúng bay phải lãnh nhận hậu quả này đấy. Nhớ nhá. Rồi, chúng ta hãy hãnh diện mà tôn xưng thần danh hồn dũng của thần hộ mệnh bộ lạc chúng ta. Hãy cùng nhau phù phục xuống mà tôn thờ Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, và chính Ngài là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cũng đóng lóng cũng hơn thẳng lượng thân họ mệnh có trong ta. Bây giờ đây rồi, ôi dê cái đồ chê, cái đồ chê, sống, chính Ngài là thần chân lý, là ánh sáng trường tồn vĩnh cửu. Chỉ có Ngài mới là đấng để cho các ngươi tôn thờ. Giờ đây, các ngươi hãy cùng nhau hát lên lời mời chào ánh lửa thiên. Ánh lửa do chính Thiên Chúa ban tặng cho các ngươi trong đêm hôm nay.
tôi bao nhiêu âu lo. Ngờ thì ai hay đến vương trái lên, mang cho đời ngàn ân vinh quang vui hân hoan. Ngờ thì ai hay đến vương trái lên trong đêm ân vinh quang, lặng tâm tôi bao nhiêu âu lo. Ngờ thì ai hay đến vương trái lên, mang cho đời ngàn ân vinh quang vui hân hoan. Lửa thiên ơi hãy đến, đèn sáng lên trong đêm âm u soi lòng thầm tôi bao nhiêu âu lo. Lửa thiên ơi hãy đến, phương cháy lên, mang cho đời ngàn ân vinh quang vui hân hoan. Rồi lửa lên chúng ta cùng nhau múa. Đầu tiên, cha chúc cho các bạn thiếu nhi chúng ta trong một đêm lửa thiêng này. Chúng ta thấy đó, vừa qua một hoạt cảnh bóng tối và ánh sáng. Nhưng mà cái gì đã thắng các bạn biết không? Ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng của ai? Thiên Chúa. Ánh sáng của Thiên Chúa đã chiến thắng bóng dữ của sự tối. Bây giờ chúng ta đang quây quẩn bên ánh sáng, bên lửa thiêng. Hôm nay cha muốn các bạn ta hòa nhịp vào chung cái niềm vui đó. Trong đêm lửa thiêng này, cha tuyên bố khai mạc đêm lửa thiêng hôm nay. Để bắt đầu đêm lửa thiêng hôm nay, chúng ta sẽ vào một vở kịch. Các em thân mến, chủ đề của Sa Mạc Hừng Đông 2 năm nay là Ấu Nhi lớn lên trong Chúa Giê-xu. Có nhiều bạn đã rất thắc mắc một điều là không biết hồi nhỏ Chúa Giê-xu sống với ba má ra làm sao, không biết là mình có giống Chúa Giê-xu ở điểm nào hay không. Vậy thì các em có muốn biết hồi nhỏ Chúa Giê-xu sống làm thế nào nè? Muốn có không? Bây giờ chị xin mời đội Gách và đội AC kể lại cho các bạn nghe Chúa Giê-xu hồi nhỏ sống như thế nào nha. Các cho đội Gách và đội AC mình chào bắt tay to hơn nữa các bạn ơi. Rồi mời vòng tròn chúng ta về đất. Vào năm 10 tuổi, Chúa Giê-xu đã nói lên ước mơ của mình. Chúng ta hãy cùng xem ước mơ đó là gì nha các bạn. Thích quá, con muốn được làm giống như cha. À, Giê-xu nhà ta lớn rồi đây. Ở ngoài kia có cái ghế con đem cho cha được không? Cha sẽ chỉ con sơn nhé. Thế này. Chúng con kính chào cô ạ. À. Dạ cô ơi, có bạn Giê-xu ở nhà không? Dạ con. Nhà Giê-xu ở trong. Giê-xu ơi, ra chơi với mẹ. Không được rồi, mai là ngày lễ Sa Bát, mình phải phụ giúp cha mẹ để đón anh chị họ hàng lên. Ừ, cũng được. Vậy ngày mai tụi mình sẽ qua chơi. Chúng con chào cô chú ạ. Lấy con về. Ô xe ơi, chúng tôi đến rồi. Cái em đến rồi ạ, cái em vào nhà chơi. Con chào cô chú ạ. Để con vô lấy nước cho cô chú uống nha. Ừ,
sao tụi mình cũng là anh em họ hàng với nhau, với lại bạn già cũng đâu có bị gì đâu, các bạn tha lỗi cho bạn bộ nha. Ừ đúng rồi, mình đâu có bị gì đâu, thôi các bạn tha lỗi cho bạn bộ nhé. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm. Bây giờ chúng mình cùng chơi tiếp nha mấy bạn. 2, 3. Bé muốn lên thiên đàng nhưng bé không biết làm sao nè. Bé muốn lên thiên đàng nhưng bé phải làm thế nào nè. Bé muốn lên thiên đàng phải mang chú à nghe. Bé muốn lên thiên đàng phải yêu hết mọi người. Rồi ý, em giúp đỡ bạn bè điều gì? Dạ thưa chị, là em giúp đỡ bạn bè là cho bạn mượn bút. Cho bạn mượn bút, vỗ tay đi. Rồi, còn bạn nào giúp đỡ bạn? Rồi em. Thưa chị là giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau mà giúp đỡ cái gì cụ thể ra? Bạn bị té, mình phải kêu bạn xin lỗi bạn. À, bạn kia bị té thì mình phải kêu bạn làm té xin lỗi phải không? Rồi cho bạn một tràng pháo tay thật to đi nè. Rồi bây giờ để tiếp tục tiết mục Lửa Thiên hôm nay sẽ đổi không khí bằng một bài nhảy múa dành cho tất cả các bạn ha. Xin mời đội Isaka và Tali. Em ta mong tốt chất mê phù vào đây lộn chung. Đến khi nghe tiếng tiên tách cây cổ đồ ba lửa chung. Thật sạch nhau trong tay lạc trước. Trong vai tay trong đêm mốc cao. Tay bằng người ta chung mừng. Em ta tươi xuống tạm bóng đêm. Anh em ta vui đùa ca hát. Hát cho đời người vui ta vui.
Rồi, hôm nay để biết thêm về Thánh Teresa thì xin mời đội Rabulon và Ephraim. Teresa là con út trong nhà, được bố mẹ và các chị yêu thương. Mỗi khi đi đâu về là chị của Teresa lại mua bánh cho cô bé. Mấy em ơi, chị có mua bánh cho mấy em nè. Teresa, đây là bánh em thích nhất nè. Dạ, em cảm ơn chị. Teresa, em có muốn chị chải tóc cho em không? Em ngồi xuống đi. Dạ. Tóc Teresa một quá ha. À, mẹ về. Mẹ ơi, hôm nay đẹp hết. Teresa của mẹ có đẹp không? Teresa của mẹ hôm nay đẹp lắm. Nãy giờ con chờ mẹ về, mẹ có mua kẹo mà con hết không mẹ? Mẹ xin lỗi Teresa, mẹ quên mua kẹo cho con rồi. Con không chịu đâu, con hết kẹo hơn à. Teresa, con đang làm buồn lòng anh Giê-xu đó. Con xin lỗi mẹ, con không như vậy nữa. Thế rồi Teresa kịp vào phòng của mình và xin lỗi anh Giê-xu. Anh Giê-xu ơi, anh Giê-xu tha lỗi cho em nha. Em hứa em sẽ không như vậy nữa đâu. Anh Giê-xu đừng giận em nha. Ừ, anh sẽ không giận em đâu Teresa bé nhỏ. Em biết lỗi và sửa lỗi là tốt rồi. Em tạm biệt anh Giê-xu. Dạ, em ra liền. Đều ra ớt bẫy. Giúp giúp. Teresa lén lỉnh trốn đi trong tay. Chẳng may khi bị phát hiện. Teresa chạy ra và vô tình làm vỡ cái tách của bố. Chuyện gì vậy con? À, con là Lâm. Làm vỡ cái tách của bố rồi mẹ ơi. Được rồi, con nín đi. Bố sẽ không giận con đâu. Vì con không cố ý mà. Mẹ nói đúng rồi đó Teresa. Trong ngày hôm đó, tuy ai cũng quên hết rồi, nhưng Teresa vẫn đứng ngồi không yên. Ôi, lại đây chơi xích đu nè. Em không chơi đâu. Thế rồi cô bé ra vườn tâm sự với những chú cồn và bông hoa. Quá, ta làm vỡ cái tắc của bố rồi. Thơ ơi, mình phải nói với nó thế nào đây? Tên ta đứng chờ ngóng nghe cổng để đợi bố về. Bố ơi, bố đừng giận con nha. Con đã làm vỡ cái tách mà bố yêu quý nhất rồi. Bố tha lỗi cho con nha. Con hứa con sẽ không dạy dỗ trong nhà bao giờ nữa. Thôi, bố cũng đã từng của bố đâu. Bố không giận con thì nữa hả? Không đâu. Bố giống anh Giê-xu quá. Anh Giê-xu cũng chẳng giận con điều gì cả. Buổi tối trước khi đi ngủ, Teresa dâng ngày cho chú. Anh Giê-xu ơi, em xin dâng ngày của em hôm nay cho anh. Em đã không ngoan khi đã giận mẹ vì không mua kẹo, lại còn làm vỡ mà vỡ cái tánh mà bố yêu quý nhất nữa. Anh Giê-xu tha lỗi cho em nha. Em hứa sẽ ngoan hơn, sẽ tốt hơn để không làm phiền lòng anh Giê-xu. À, kịch của đội hai đội chúng em đến đây là hết. Một tiết mục xôi được xem là sôi động nhất cho buổi tối ngày hôm nay. Xin mời đội Manasseh và đội Judah thể hiện những vũ điệu của mình.